Và tiếp theo đây là phần thứ hai của câu chuyện Nằm Vùng. Xin mời bà con mình nghe tiếp. Thủ đoạn thâm độc này của Việt Cộng quả nhiên có tác dụng. Một số anh em nghi ngờ các anh em được về kia là đã phản bội bán đứng anh em. Một số anh khác thì tưởng thật nên trúng kế, đã khai những anh em trong ban hành động còn sót tên. Sau đợt 2, bọn công an cũng cho một số anh có tên được tha từ trước còn lại và bắt các anh em ban hành động sau cùng đưa lên Chí Hòa. Đến cuối tháng 10 năm 1978, toàn bộ anh em đang bị nhốt ở Chí Hòa trên 30 mạng, lại bị đưa ra ngoài trại A20 Xuân Phước, Phú Yên, cách ga xe lửa La Hay Di khoảng 15 cây số đường chim bay. Đó là nơi trước đây Việt Cộng dùng làm mật khu an dưỡng quân. Có điều trước khi anh em chuyển lên Xuân Phước 3 ngày, bọn công an lại hốt thêm một mớ em mới từ Suối Máu lên khám Chí Hòa. Trong số này có cả nhà thơ Phan Lạc Giang Đông, trung úy không quân, rồi cùng được đưa lên Xuân Phước một lượt. Trong số những em mới đợt cuối cùng này, bao gồm hầu hết các anh em trong ban hành động đã lọt lưới sau hai đợt học tập Okinawa. Nhưng trong số này cũng có vài phần tử anten, nên anh em thắc mắc, một anh bạn bèn giải thích. Tại vì tụi công an nó bắt tụi tôi khai báo hoài, tụi tôi tức quá nên khai luôn hết mấy thằng anten vô, bởi vậy tụi nó mới được cái vinh dự cùng đi theo tụi mình lên đây. Nghe tới đây, anh em mới vỡ lẽ bật cười. À, thì ra là vậy. Bảy tay súng oai hùng. Một vụ cúp súng công an đào thoát thật ly kỳ xảy ra tại trại tù A20 Xuân Phước. Trại tù A20 Xuân Phước của Việt Cộng tọa lạc tại một địa điểm cách ga xe lửa La Hay Di khoảng 15 cây số thuộc tỉnh Phú Yên. Đây chính là nơi mà trong thời chiến tranh trước 75, Việt Cộng dùng làm mật khu an dưỡng cho các cán binh cộng sản của chúng. Sau khi chiếm được miền Nam tháng 4 năm 75, chúng biến nơi này thành trại tù lớn, chia làm hai khu, khu A và khu B, và mỗi khu còn chia ra thành nhiều phân trại. Phân trại E giam giữ các anh em sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bọn Việt Cộng đã đưa toàn bộ số đàn ông di tản qua Mỹ trở về từ con tàu Việt Nam Thương Tín, nhốt tại đây, rồi sau biến các tù nhân này thành những phu hồ, để xây dựng những ngôi nhà ở và nhà giam bằng xi măng cốt sắt. Đồng thời, chúng áp dụng một quy chế đối xử với tù nhân vô cùng khắt khe. Bọn cai tù tuyên bố rằng, nơi đây chúng sẽ biến sắt thành bùn. Bất cứ tù nhân nào dù ngoan cố tới đâu cũng phải bị khuất phục. Nhưng ngược lại, chúng đã luyện cho các tù nhân trở thành gang thép. Các anh em tù gọi đây là trại kiên giam. Ở đây chúng tôi không nói về các sinh hoạt của trại tù, vì đã có hai quyển sách nói về trại tù A20 Xuân Phước rồi. Một là quyển Trại Kiên Giam của nhà văn Nguyễn Chí Thiệp, cựu sinh viên quốc gia hành chánh, hiện ở Texas. Và hai là quyển Cuối Tầng Địa Ngục của nhà văn Đỗ Văn Phúc, cựu đại úy chiến tranh chính trị hiện cũng ở Texas. Hôm nay chúng tôi chỉ xin tường thuật lại vụ cướp súng công an rồi đào thoát bảy cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đó là một đại úy Đặng Ly Thông, hai trung úy Nguyễn Duy Đức, ba trung úy Nguyễn Ngọc Bửu, bốn trung úy Trần Lưu Ý, năm trung úy Nguyễn Hồng Quân, sáu trung úy Nguyễn Văn Minh, bảy đại úy Lê Thái Chân. Tại trại A20 Xuân Phước, phân trại A, các tù nhân được chia ra thành từng đội. Mỗi đội có khoảng trên dưới 30 người. Hàng ngày các đội được hướng dẫn đi ra ngoài trại để làm lao động như đào ao nuôi cá, cuốc đất trồng hoa màu, vân vân. Mỗi lần dẫn tù từ trại đi lao động, luôn luôn có một quản giáo mang súng ngắn và hai vệ binh mang súng dài đi kèm. Nhưng vào ngày 13 tháng 11 năm 1980, đội của các anh em bảy sĩ quan trên chỉ có một quản giáo và một vệ binh đi kèm. Vì đã có chuẩn bị từ trước, cho nên thấy đây là cơ hội tốt. Bởi vậy, thừa lúc giải lao, chỉ có một tên vệ binh đứng gần,
Một anh bèn dùng sẵn đập vào đầu tên bậy binh lăn ra bất tỉnh. Các anh em cướp súng rồi hè nhau tẩu thoát về chân núi. Tên quản giáo ở đằng xa thấy động tĩnh, chạy lại, thì anh em liền nổ một phát súng chỉ thiên. Tên quản giáo hoảng sợ, quay đầu hướng về trại chạy thục mạng. Thực ra, trong toán tổ chức trốn trại lần này chỉ có 6 anh em thôi, không có đại quý Đặng Ly Thông. Nhưng khi anh em bỏ chạy thì đại quý Thông chạy theo luôn, miệng la ơi ới, đợi tôi với. Những anh em trong đội còn lại thì ngồi yên tại chỗ. Mấy tiếng đồng hồ sau, trong trại mới báo động. Bọn công an trong trại kéo ra mở cuộc truy lùng, có dẫn theo cả chó, đồng thời đưa những anh em trong đội còn lại trở về trại. Hơn tuần lễ trôi qua, anh em trong trại rất vui mừng, tưởng đâu vụ trốn trại trên đã thành công. Nào hay, mấy tuần sau có điện từ Tuy Hòa gọi trại, cho mấy người tới nhận diện 6 cái xác chết của tù nhân trốn trại. Một anh tù hình sự đi theo đám công an có nhiệm vụ chung cất đã kể lại rằng, một toán du kích người thượng phát hiện có 6 người. Một người đang ngồi trên bờ, bên cạnh để 2 khẩu súng, một CKC và một AK. Còn 5 người thì đang tắm dưới suối. Toán du kích này đón ngay là tù trốn trại từ A20 Xuân Phước. Vì chúng đã được báo động từ trước, lập tức chúng liền nổ súng bất ngờ làm anh em không kịp trở tay. Toán công an trại tới nhận xác, nhận diện từng người, thấy đại quý Lê Thái Chân lọt sổ. Nhưng một thời gian sau, đại quý Lê Thái Chân cũng bị bắt trở lại và bị kêu án 18 năm tù. Sau đó Chân được thả ra năm 1995 và qua Mỹ năm 1999. Định cư tại thành phố Utica, tiểu bang New York, là một nơi hẻo lánh ít thấy người Việt. Khi hay tin tới Mỹ, chúng tôi liền liên lạc với anh ngay, Chân bèn kể vắn tắt câu chuyện như sau. Sau khi chạy được vào chân núi, anh em không dám đi đường lộ mà phải vượt đường rừng, men gần các buôn thượng để kiếm thực phẩm, như đào trộm khoai để mưu sinh. Dọc đường, anh em cướp được thêm một khẩu AK của một tên du kích người thượng tên Ma Lan. Toán của anh đi hơn một tuần lễ thì giáp với biên giới Campuchia. Có đêm, anh em đứng trên ngọn núi băng mây thuộc nhìn qua phía Campuchia, thấy lửa đỏ trời và tiếng súng đại bác vang rền. Trong thời gian này, quân Việt Cộng tràn qua Campuchia, vì Chân Nguyên là sĩ quan đầy lô pháo binh. Anh có nhiệm vụ đi trước thám sát địa hình. Một hôm, anh bỗng nghe có nhiều loạt súng nhỏ nổ. Anh qua lại chỗ anh em đợi thì không thấy ai cả. Do đó, anh bị lạc mất anh em, nên không biết chuyện gì đã xảy ra cho các bạn đồng đội. Cho đến mấy ngày sau, ngày 18 tháng 12 năm 1980, anh chạm trán với một toán bộ đội Việt Cộng. Chúng chặn hỏi giấy tờ, anh chối quanh, chúng làm dữ đòi bắn bỏ. Sau, anh đành nhận đại là tìm đường vượt biên. Chúng đưa anh về đồn tạm giam. Qua hôm sau, chúng điều tra ra anh trốn trại, nên đánh anh một trận suýt chết, rồi giải giao anh trở về trại Xuân Phước. Tới lúc đó, anh mới được anh em đồng tù thuật lại về cái chết của 6 đồng đội. Tất cả 6 cái xác được chôn chung một cái huyệt, san bằng, không để lại chút dấu vết gì. Sau khi Chân vắn tắt kể cho nghe câu chuyện, chúng tôi còn muốn biết thêm nhiều chi tiết nữa. Nhưng Chân hẹn lại dịp khác. Lần khác gọi lại thì Chân lại bận. Chúng tôi yêu cầu Chân viết ra giấy hoặc thâu vào băng gửi cho chúng tôi cũng được. Chân đồng ý. Một mặt, chúng tôi viết bài 7 tay súng oai hùng này gửi cho Chân xem. Chân có đính chính vài chỗ, nhất là tên họ và cấp bậc của 6 người bạn. Đồng thời kèm theo mấy dòng. Anh Sáu, chuyện vượt ngục của em dài dòng và chi tiết nhiều lắm. Thuận tiện em sẽ thâu băng và nhờ anh góp ý. Ok nhé. Bây giờ chỉ gửi thêm một ít chi tiết và tùy anh định liệu. Nhưng đó là lần liên lạc cuối cùng. Gọi điện thoại không được. Báo gửi đi xa bị trở về. Không biết bây giờ Chân ở đâu. Tin vui, sau khi bài này được post lên net hôm 30 tháng 12, 2008, anh em nhảy dù đã giúp tìm được địa chỉ của anh Chân. Quang phục Võ Văn Sáu.
Và tiếp theo đây là bài viết Võ Văn Sáu là công an Việt gian cộng sản. Kính thưa quý vị sẽ theo dõi cuộc hội thoại đầu thế kỷ 21 giữa họa sĩ H.O. Nguyễn Quân và thi sĩ Quốc Nam của Bổng Đài. Qua cuộc hội thoại này, chúng ta mới biết không phải một mình Võ Văn Sáu là cán bộ công an Việt Cộng, mà chính vợ y cũng là cán bộ kinh tế khá quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó, người ta mới thấy rằng, từ lâu nay, Võ Văn Sáu đã dùng tờ truyền đơn góp gió, chửi bới thô tục và chụp mũ bừa bãi rất nhiều người quốc gia uy tín là Cộng sản, để tạo hỏa mù, khiến không còn ai quan trọng hóa sự hiện diện của bọn Cộng sản trong cộng đồng chúng ta nữa. Rồi khi người ta có khám phá ra Võ Văn Sáu là cán bộ Việt Cộng, thì dư luận có thể coi sự việc đó là chuyện thường, và y lại tiếp tục công tác bôi tro trát trấu vào những người quốc gia chống cộng hoặc quý vị lãnh đạo tôn giáo, hầu lấp liếm các tội trạng của y. Gần đây nhất, tờ truyền đơn góp gió đã mạ lị những vị lãnh đạo tôn giáo cao trọng như Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Thuận của Tòa Thánh La Mã và nhiều vị tu sĩ Phật giáo. Trong số này có Thượng tọa Thích Minh Tuyên, thuộc Giáo hội Thống nhất Phật giáo Việt Nam Hải ngoại, một số vị cựu sĩ quan Đà Lạt, nhiều công trạng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, vân vân. Kính thưa quý thính giả, nay sự việc vợ chồng Võ Văn Sáu hoạt động cho Việt Cộng từ nhiều chục năm qua đã bị lột mặt nạ. Kể từ giờ phút này, nhóm Võ Văn Sáu đã không còn đứng trong hàng ngũ quân dân Việt Nam Cộng Hòa nữa. Và chúng tôi đặt cho cặp ác ôn này một cái tên muôn đời là vợ chồng Sáu Bò Vàng. Bởi vì Bò Vàng là bọn cán bộ công an Việt Cộng mà mọi người Việt Nam trong và ngoài nước đều xa lánh và ghê tởm vì tội ác chúng đã gây ra đối với đồng bào ta trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Nhân chứng là họa sĩ Nguyễn Quân, nguyên trung úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hiện đang định cư tại Hoa Kỳ. Đây, chân dung tên trợ cờ tay sai Việt gian Cộng sản Võ Văn Sáu, chủ báo Góp Gió Seattle. Kính thưa quý vị bà con, sau đây là bài phỏng vấn của đài SRBC. Nói chuyện cùng Nguyễn Quân, xin mời bà con mình cùng nghe. Đài SRBC. Thưa họa sĩ Nguyễn Quân, khi mà anh bị bắt đi tù cải tạo thì chúng đưa anh vào trại tù nào đầu tiên, thưa anh? Nguyễn Quân: Dạ, đầu tiên là tôi ở Trảng Lớn, Tây Ninh. Và sau đó họ chuyển anh đi đâu? Sau đó họ đưa tôi lên Long Giao. Dạ vâng, rồi sau đó nữa? Dạ, sau đó vì trại Long Giao giải tán, họ đưa tôi về Hóc Môn, Thành Ông Năm. Rồi sau đó họ chuyển tôi lên Suối Máu. Dạ thưa anh, có phải trại Suối Máu ở Tân Hiệp Biên Hòa không anh? Dạ vâng, Tân Hiệp Biên Hòa, trạm giam tù binh nữ cộng sản ngày xưa. À thưa anh, trong trại đó theo sự ước lượng của anh thì Việt Cộng đã giam bao nhiêu tù cựu sĩ quan của mình? Có tất cả là 5 ca, tôi ở K1 rồi K2, K3, K4, K5. K5 là ca để chữa bệnh, tức là những anh nào bệnh hoạn thì họ đưa về K5. Để tôi nhẩm thử xem mỗi một ca là bao nhiêu. À, đại khai là mình ước lượng nghĩa là bao nhiêu người tụi nó nhốt trong trại tù Suối Máu. Chắc cũng khoảng độ 8.000 người. 8.000 người cũng đông dữ phải không anh? Dạ, đông lắm à. Vâng, trong trại tù Suối Máu anh ở tổng cộng là bao nhiêu năm tháng à? Tôi về Suối Máu vào khoảng 5-7-8. Khoảng bao nhiêu năm? Lâu quá tôi không nhớ rõ, nhưng tôi về đó trước khi xảy ra cái đêm Noel náo động của trại. À, tức là Noel năm 78 phải không anh? Dạ. Thưa anh, ở bên Seattle này có một anh cũng xưng là ở trong trại Suối Máu. Anh đã viết một bài nổ lớn là đêm Noel bùng dậy tại Suối Máu, mà tên là Võ Văn Sáu, có ở chung trại với anh không? Dạ vâng, có. Anh em trong trại gọi anh Võ Văn Sáu là Sáu Hồ Hởi. Tại sao gọi là Sáu Hồ Hởi? Là như thế này.
Trước đêm Noel thì anh em tù cải tạo, một số các anh em binh chủng mạnh như biệt kích Lôi Hổ, thủy quân lục chiến, nhảy dù, lập ra một ban hành động để đánh anh ten. Tôi lấy ví dụ như là tôi ở nhà 8, thì lúc mà danh sách anh ten có, thì đêm hôm đó ban hành động sẽ đến nhà 8, thì bổn phận anh trưởng nhà 8 là phải tắt đèn. Cả nhà giam chỉ có một bóng đèn vàng mà thôi. Lúc đó ban hành động sẽ vào đúng chỗ thằng anh ten nằm, và lôi ra mà đập rất là gân, chứ không phải dẫn chơi. Nhưng nếu người làm anten mà biết lỗi, dĩ nhiên là phải đánh trước đã, chứ không phải biết lỗi là tha liền. Biết lỗi mà xin lỗi thì anh em sẽ tha. Tuy nhiên đánh cũng đau lắm. Sau đó anh em trong ban hành động kéo dài tình trạng như vậy, tức là đập anten từ nhà này sang nhà khác, cứ đập dần dần, rồi đồng loạt các trại khác, tức là K2, K3, K4. Tất cả các anh em cũng lập cho ban hành động đứng lên lần lượt đập anten hết. Thời gian đó hình như cái trại tù đó giống như là được tự do. Thế là anh em bên này chui qua hàng rào bên kia hỏi thăm người thân. Sau những lần diệt anten như vậy á, thì một số anh em còn tư cách cảm thấy bị xấu hổ, thì họ từ bỏ và giai đoạn đó chấm dứt. Đến đêm Noel, có bác sĩ chung hồi đó không phải là anten. Ảnh là bác sĩ của phe mình ngày xưa. Thời kỳ đó, trại giao cho ảnh trách nhiệm là khám bệnh, phát thuốc cho anh em. Thì anh ấy cũng hơi quá quắt. Thí dụ anh em bị bệnh như cảm cúm không đi được mà ảnh không cho thuốc, ảnh quý thuốc lắm. Vả lại anh em bệnh nhiều không đi làm được đến khai bệnh, thì anh ấy bảo là bệnh giả bắt đi làm hết. Cho nên anh em bực mình nói ảnh là bỡ đích cách mạng. Nhưng mà trong thời gian đánh anh tên, thì bác sĩ chung có hối hận, và sau đó tất cả những người bị đánh thì ảnh săn sóc hết. Có một anh bị đánh nặng nhất là anh Vương Quang Nhật, thì bác sĩ chung đã săn sóc 7 ngày. Trong đêm Noel năm đó, vì bác sĩ chung là người Công giáo nên ảnh đã đứng ra làm lễ thay linh mục. Ảnh biết tất cả thủ tục làm lễ đón Giáng sinh mà không biết ở đâu ảnh lại có khăn choàng. Trong đêm Noel, tất cả những anh em Công giáo tụ tập ở sân đằng sau để nghe bác sĩ chung làm lễ đón mừng Chúa Giáng sinh. Anh em Phật giáo cũng có đến tham dự, nhưng bất ngờ là Diệt Cộng biết, mà lúc đầu thì làm lễ rất là âm thầm, rất là yên lặng. Anh em Công giáo sám hối, xưng tội, vân vân. Nhưng không biết tại sao Diệt Cộng họ biết, và họ đã ập vào. Chúng đã bắt bác sĩ chung tịch thu tượng Chúa Hài Đồng, mà tượng Chúa Hài Đồng được làm bởi anh bạn học cùng khóa với tôi về điêu khắc. Thế thì chúng bắt các bác sĩ Thế thì chúng bắt bác sĩ chung đi, và cả trại đã biểu tình, yêu cầu phải cho làm lễ và không được bắt người. Mới đầu tụi nó không chịu. Thế là anh em Công giáo trong trại đã hát bài thánh ca. Anh em Phật giáo cũng đồng lòng hát lên. Lúc đó tiếng vọng nghe kinh hoàng lắm. Các ca khác như K2, K3, K5. Sau khi nghe như vậy, họ đồng tâm ca lên. Lúc đó thì không còn phân biệt Công giáo hay Phật giáo nữa. Chỉ thuộc bài là ca lên. Và những bài hát Công giáo thì Phật giáo cũng thuộc, nghe lâu rồi sẽ nằm trong lòng thôi. Sau khi dân chúng ở Tam Hiệp nghe được tiếng ca từ trong trại, họ không ngờ là ở trong trại lại có một biến cố lớn như vậy, đến nỗi những lời hát ở trong trại lại vọng ra xa đến như vậy. Sau đó thì Diệt Cộng họ đã nhượng bộ. Lúc đó anh em ở trong trại được free, và đã nghĩ rằng nay mai thì có thể lật đổ Cộng sản. À, có phải trong vụ Noel đó là Sáu Hồ Hởi sách động không? Không, nếu mà anh ấy sách động thì ảnh là người quốc gia rồi, ảnh chỉ nằm một chỗ thôi. Nói chung là anh em Công giáo làm thôi. Sau đó bị Việt Cộng bắt, tự nhiên mình uất ức thì mình nhảy ra. Lúc đó những anh em Phật giáo thấy những anh em Công giáo bị bắt đi, không cần biết là Công giáo hay Phật giáo bị chúng bắt người của mình đem đi là sẽ bị giết. Thế là anh em đồng lòng biểu tình làm cho lớn chuyện. Anh Quốc Nam cũng biết mà, Diệt Cộng thấy không xong á, nên nó thả bác sĩ chung về. Tuy nhiên bức tượng Chúa Hài Đồng nó lấy luôn không trả. Đó là chấm dứt cái đêm Noel. Nhưng mà tôi vẫn thắc mắc là tại sao Võ Văn Sáu nằm một chỗ mà hầu hởi được. Không. Sau đó bắt đầu là toàn trại bị náo loạn lên hết. Vì tự nhiên có những nguồn tin từ ở đâu đưa vào. Sau đợt ấy Việt Cộng bằng kế hoạch như thế nào mà mình không rõ. Thì từ đó tham mưu của nó tung tin tức vô nghe rất là đã. Chẳng hạn như bà vợ tôi đi kinh tế mới,
không khổ, không nạn để giành được vài đồng, mua một ít bánh đậu xanh, một cây kem đánh răng, một bánh thuốc lào, vân vân. Và tôi nghĩ là đồ ăn thì không cần thiết, nhưng phải có bánh thuốc lào, thì bà cũng ráng dành dụm tậu được bánh thuốc lào đem lên. Trong khi vợ tôi chờ thăm nuôi, thì nghe được nào là vợ của ông thiếu tá, trung tá gì đó nghe đài BBC bình luận những chuyện nghe rất là sướng. Mục tiêu những nguồn tin như vậy đi vào, để mà nói mình đừng trốn trại không à. Sau đó tôi nghĩ toàn là những cái tin mà Việt Cộng nó sợ trong thời gian mà cải tạo viên thắng thế, mình sẽ phá trại. Anh biết không, nó sợ mình sẽ nổi loạn mà làm nhiều chuyện bậy. Nó cũng ngại nên nó cho thăm nuôi ào ạt. Tự nhiên anh thấy không, Việt Cộng nó đâu có tử tế gì để cho thăm nuôi đâu. Những bà vợ của anh bạn tôi, bà vợ của những người khác, kể cả bà vợ của ông đại tá nữ vô thăm, cũng toàn là nói chuyện đừng nên trốn trại. Bởi vì nay mai là Mỹ sẽ đón các anh ở Biên Hòa. Bây giờ phi trường Biên Hòa đang sửa lại và vân vân. Thì những chuyện như vậy làm sao tôi giấu được. Nên tôi á nói với anh bạn là Dương Ngọc Châu. Và anh Châu á mà họa sĩ Phạm Thông cũng biết. Đó là cháu ruột của thiếu tướng Dương Ngọc lắm. Mà anh Dương Ngọc Châu á và tôi coi như nam ruột. Tôi vào nói với anh Châu. Anh Châu à, bà xã tôi ở trên kinh tế mới lên. Bà không biết gì hết. Nhưng khi ngồi chờ ở ngoài trại thì bà nghe bà, đại tá hay thiếu tá nói là bà khóc nói với tôi đừng có trốn trại, lỡ mà nó bắn chết thì em với con ở nhà sống không nổi. Thì ra tất cả những loại tin đó được truyền miệng đến tay sáu hồ hởi hết. Ví dụ như tôi chẳng hạn, hay là nói trường hợp của anh A, khi vợ ảnh vào cho hay là con chết hay là gì đó, hoặc bức hiếp chẳng hạn, thì lúc đó anh đó sẽ nổi giận nói là chắc tao phải trốn trại, hoặc là chắc tao phải đục mấy thằng cán bộ này. Thì cái tên đó cũng đến tay sáu hầu hởi ngay. À, tức là ai cũng tâm sự với sáu hầu hởi hết. Tất cả tin hay, tin dở, tin dữ gì á, mà hay một cái là đều đến tay sáu hầu hởi hết. Và chỗ ảnh nằm cũng giống như là bộ tham mưu vậy. Nếu có chuyện gì thì anh sáu hầu hởi sẽ chạy đến ngay. Thí dụ như tôi chẳng hạn, ảnh đến nói là Quân à, tao biết vợ mày đi kinh tế mới thì nghèo khổ, con mày thì bệnh hoạn. Nhưng mà mày thấy không, vợ mày nó nói như vậy thì mày đừng có trốn trại. Mày nên đem cái tin của mày ra để nói với anh em yên tâm, đừng có này nọ kia. Như tao nè, tao không có biết là anh em bên K2 họ nói với tao là bây giờ Mỹ nó bằng lòng với cái giá là 12.000 đô rồi. Tức là vấn đề tiền nông sản phẩm mà Mỹ đòi trả bằng mấy cày. Trong khi Việt Cộng không chịu, chúng đòi trả bằng đô la. Nhưng mà cái âm mưu của thằng Mỹ là nó đưa máy cày vào tụi Việt Cộng phải xài. Xài vài năm thì hư, hư thì bắt đầu phải mua phụ tùng của Mỹ. Thì thằng Mỹ nó sẽ lấy lại hết. Cho nên khi nghe như vậy thì anh em hậu hỏi quá. À, thì ra chính Võ Văn Sáu tung tin hậu hỏi kiểu đó. Nghe đã quá. Anh thấy không? Từ đó ảnh có cái biệt danh là anh Sáu hậu hỏi. Ví dụ như có một anh có tư tưởng tự tử chẳng hạn, thì anh Sáu hậu hỏi sẽ đến ngay. Mà có cái hay là kể cả những cái tin ai muốn tự tử, anh Sáu hồ hởi cũng biết nữa. Ê, tức là có người báo cáo cho anh ta biết. Dạ vâng, đại loại là tất cả những cái gì xảy ra trong trại là anh Sáu hồ hởi đều biết hết. Và mục tiêu ảnh đến đó, nói cho mình để mình yên tâm. Và cái thứ hai là mình sẽ không trốn trại. Thí dụ như tôi trốn về nhà là khốn nạn, công an sẽ bắt tôi ngay. Trong khi anh em chuẩn bị đợi lên máy bay. Lúc đó là Caribou Galaxy và cái trại lúc đó nó vui lắm. Khi có một chiếc máy bay tầm bậy tầm bạ nào đó bay ngang, chẳng hạn tôi thì đi kiếm anh bạn không quân, anh Trí, anh coi xem máy bay đó là máy bay gì. Thì anh bạn không quân tôi ngày xưa lấy máy bay trực thăng chiến đấu thì đâu có biết cái gì, nói đại là máy bay Liên Xô. Đến đây tôi xin nhấn mạnh điểm chính, anh Sáu Hồ Hởi nói rằng một cái nguồn tin rất là chính xác. Tức là nay mai anh em sẽ được thăng hai cấp và được lãnh trắc beng kể từ ngày 30 tháng 4 năm 75. Thí dụ chẳng hạn như tôi là trung úy sẽ thăng lên thiếu tá. Tức là tăng hai cấp đặc cách sau khi Mỹ đón mình đi. Thì hỏi anh làm sao không hầu hỏi được. À, tức là anh cấy vào trong lòng người ta những hy vọng hão huyền, phải không ạ? Hy vọng quá đi chứ, hy vọng tràn trề. Anh thấy không? Tại vì anh đưa ra những điều rằng tụi bay biết không, khi mà Việt Nam thất thủ thì Kissinger đang đánh tennis với đại sứ Anh. Nó ngừng lại ra lấy khăn lông, lau tay rồi sau đó nó bắt tay với ông đại sứ Anh. Nói là nước Mỹ đã thắng trận tại miền Nam Việt Nam. Đó, anh nghe như thế có sướng không chứ?
Thành ra cuối cùng khi nghe thấy tất cả những cái hay cái xấu, những cái gì ở trong trại tự động nó sẽ nổi lên. Ví dụ nếu tôi nói, tao nói thật với tụi bay, kỳ này mà trở về lật ngược lại ván cờ là tao sẽ nói với ông già tao, xin lỗi ba nha, dù rằng anh ruột hay em ruột của ba có là cộng sản, thì con cũng phải giết trước, giết người trong nhà rồi mới ra ngoài xã hội tính sao. Chính tôi tuyên bố như vậy, thì những lời tôi nói như vậy sẽ đến tay sáu hồ hởi. Nếu một ngày đẹp trời nào đó, giật cộng gọi tôi đến chuyển trại, thì đó là khốn nạn của cuộc đời tôi. Mà tôi đâu có biết rằng, do anh sáu hồ hởi hay là do ai. Trong lúc mình điên lên thì mình đưa tất cả những cái trong lòng của mình ra. Chẳng hạn một anh bạn nghe nói như thế thì đã quá. Vì nghe nói nay mai Mỹ nó đón rồi. Anh này nói thật với mày, ngày xưa là tao được Mỹ nó đưa vào Long Bình. Nó huấn luyện cho tao hết 6 tháng để làm CIA, làm tình báo. Thì anh đó bị bắt nhanh lắm. Nó không có vô bắt đâu. Buổi sáng đi lao động, nó gọi tên là bị đưa đi thôi. Có những anh nhìn thấy thắc mắc. Ủa, sao có người được ra thì đi bộ chết một, tại sao có những thằng được ra lại được xe bít bùng của nó đưa đi? Mình thấy sao khốn nạn vậy? Mình nói nó đâu có phải tha, cũng như anh Sáu hồ hởi, nó đưa lên xe bít bùng đưa đi, chứ đâu được tha như mình đi bộ ra cửa, đón xe lam về nhà đâu. Trong trại xuống máu thì mình cũng không có tâm mà để ý tới anh Sáu hồ hởi là người của mình hay là người của ai, tại vì không có dư thì giờ. Thì giờ để mà đối phó với mạng sống của mình từng ngày, không có thì giờ để suy nghĩ tới những người khác. Cho nên cái chuyện của anh Sáu hồ hởi nói, mình nghe rõ ràng là hồ hởi, chứ chuyện bên trong mình cũng không có thì giờ để mà để ý. Dần, tôi cũng muốn hỏi anh một câu là, khi mà Sáu hồ hởi được đưa ra những lời hồ hởi như vậy, thì mục đích của anh ta là như thế nào? Mục đích của ảnh là mọi người đừng có nổi dậy chống lại trại và cũng đừng tìm cách mà trốn trại. Nói chung có thể là nhiệm vụ của ảnh là làm sao để cho trong trại được yên. Nhưng mà thưa anh, ngoài vai trò như thế, có những người nào tiết lộ trốn trại với sáu hồ hởi thì có bao nhiêu người bị bắt đi mất tích? Ôi, nhiều, nhiều lắm. Dần, khi nãy anh nói đến việc sáu hồ hởi sau đó bị tụi nó bắt đưa lên xe bít bùng rồi đưa về đâu anh? Anh em trong trại thấy anh Sáu hồ hởi bị bắt thì nghĩ chắc là anh Sáu bị đưa đi thủ tiêu, hay là đưa ảnh đi trại khác để đánh anh ấy. Chắc ảnh sẽ chết vì ảnh ốm nhom ốm nhách, chắc chịu không nổi. Rồi chúng đưa anh ta về đâu? Thì sau đó anh em được tin chúng đưa anh Sáu hồ hởi về Chí Hòa và được thả ra ngay. Được thả ra, tức là trước cả những anh em trong tù nữa. Ôi xa, ảnh về rồi, 3 năm sau tôi mới được về. Tức là năm mấy thì anh mới được ra khỏi trại Suối Máu? Năm 81. Rồi về năm 81 thì anh ở Sài Gòn, anh làm nghề gì thưa anh? Họa sĩ H.O. Nguyễn Quân đã kể lại với đại diện của đài SRBS là ông đã làm đủ ngày thượng vàng hạ cám để sống qua ngày. Đầu tiên là hai cha con anh làm nghề sửa xe đạp, rồi bán đồ phụ tùng xe Honda. Sau đó anh mua bán đủ thứ đồ cũ bên lề đường. Cuối cùng anh học nghề phân chất vàng bạc để mua bán những đồ cũ có vàng bạc bên trong, lấy ra và bán, kiếm sống trên khắp nẻo đường của vùng Sài Gòn. Họa sĩ Nguyễn Quân kể lể tiếp. Dạ, sau đó tôi đi học nghề phân kim để biết định giá mặt hàng buôn bán, hầu khỏi bị hố. Sau khi học xong nghề phân kim, tôi đi khắp các chợ thu mua những mặt hàng của các anh em ngồi lề đường bán lạc son, giống như tôi ngày xưa ngồi lề đường. Và cũng nhờ như thế mà tôi đi được khắp nơi trong thành phố như Hóc Môn, Quang Trung, Nhà Bè, Thủ Thiêm, vân vân. Cho đến một ngày, tôi không nhớ rõ tôi đi tới ngã sáu Sài Gòn, nơi có tượng Phù Đổng Thiên Vương. À, có phải nằm gần đường Võ Tánh không anh? Dạ, nó nằm ngay đường Võ Tánh. Thì khu đó có một cái sân trống ngày xưa, có con đường nhỏ đâm thẳng vào ga xe lửa Sài Gòn. Tôi đến đó để thâu mua vàng, nơi mà Việt Cộng đã xây nhà trên cái sân trống đó. Đầu căn là nhà cửa hàng thương nghiệp. Nó kêu là cửa hàng gì anh? Cửa hàng thương nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, bán theo kiểu tạp hóa. Tôi đến khu đó để thu mua vàng bạc vụn. À, thưa anh, xin trở lại vấn đề cửa hàng thương nghiệp. Thì tại sao anh bước tới đó? Tại vì anh em chợ trời lẫn quất ở khu đó. Tôi ghé lại để mua hàng. Trong lúc đang loay hoay thì bất chợt tôi nhìn thấy anh Sáu hồ hởi. Nhưng mà anh nhìn thấy vợ ông ấy trước hay là anh nhìn thấy Võ Văn Sáu? Không, tôi không biết vợ của Võ Văn Sáu. Tôi chỉ biết Võ Văn Sáu mà thôi. Thì lúc đó tôi kinh ngạc nói, ủa,
Anh Sáu hồ hởi. À, tức là Sáu hồ hởi trong cửa hàng thương nghiệp phải không ạ? Lúc đó tôi đã ngừng nói. À, khi đó anh ta mặc đồ gì? Ảnh đang mặc đồ công an. Ê, mặc đồ công an Việt Cộng mà anh ta đeo mấy cái lon. Cái đó thì tôi không để ý. Trong khi tôi sững sờ và chợt nhớ ra hiện trạng, tôi hỏi, ủa, anh làm cái gì ở đây? Thấy Sáu là công an cộng sản thì anh giật mình rồi phải không? Nói thật với anh, lúc đó mà anh hát xì hơi á, thì tôi cũng chạy dài rồi. Tức là tôi nói trong nỗi lo sợ. Mặc dù tôi hỏi, ủa, anh làm cái gì ở đây? Nhưng thật ra trong lòng tôi cũng lo sợ lắm. Rồi à, Võ Văn Sáu trả lời ra làm sao? Anh Sáu, anh nói, tao đang làm việc ở cái phường này. Coi như là công an của phường đó. Dạ. Yeah. Đồng thời lúc đó vợ của anh Sáu trong cửa hàng bước ra và anh nói, đây là bà xã của tao, bà làm cửa hàng trưởng ở đây. Lúc đó tôi cũng giống như con chuột mà gặp con rắn, và tôi đã mất tinh thần rồi, và sau đó tôi nói, chào anh Sáu, tôi đi nha. Như vậy là nếu một người mà có vợ làm cửa hàng trưởng một phòng thương nghiệp như vậy á, thì hẳn là một cán bộ cao cấp. Tất nhiên không phải là dân thường, chắc chắn phải là cán bộ thứ dự, hoặc là bố mẹ, ông bà hay cô dì, vợ chồng anh Sáu phải là cách mạng thứ dự rồi. Chứ không bao giờ vợ của một người dân thường mà Việt Cộng đưa ra là một cửa hàng trưởng quan trọng như vậy. Anh thấy không, chắc chắn gia đình của anh Sáu hồ hởi phải là thứ cách mạng gọc rồi. Dạ thưa anh, bây giờ anh thử nhớ lại xem cái năm mà anh gặp Sáu hồ hởi mặc đồ cán bộ công an cộng sản khoảng năm nào thưa anh? Khoảng năm 1984 hay 1985? Dạ thưa họa sĩ Nguyễn Quân, thực ra thì nãy giờ chúng ta đã nói chuyện với nhau cũng khá lâu. Và trong giọng nói của anh cũng có tính chất của một người lính Cộng Hòa. Và anh nói quá chân tình. Sự tiết lộ của anh đã làm giải tỏa một số thắc mắc lâu nay về lý lịch của Võ Văn Sáu. Trước đây có một nhà văn là Dương Tiến Định đã viết một cuốn sách tự là Sau Cuộc Đổi Đời. Và có viết một truyện ngắn là Anh Sáu Hồ Hởi. Hồi đó thì Sáu Hồ Hởi chối ghê lắm và nhiều người tưởng chỉ là hư cấu. Nhưng hôm nay anh là một nhân chứng sống đã nói lên. Thì chúng tôi mới tin Sáu Hồ Hởi là một cán bộ công an của Việt Cộng. Và cái điều đó được anh nói lên rất có lợi cho những người Việt quốc gia ở vùng này. Thưa anh, thay mặt của những nạn nhân của Sáu Hồ Hởi, nạn nhân của những tù cải tạo, chúng tôi xin cảm ơn họa sĩ Nguyễn Quân. Mặc dù chúng tôi biết rõ là gia đình anh đều không muốn anh nói lên sự thật quá phũ phàng này. Tại vì chính anh cũng nói với tôi là không muốn gì khác nữa, nhất là anh ở một tiểu bang xa. Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi đang nói chuyện với một nhân chứng, một họa sĩ tù cải tạo từ Chicago tới Seattle, tức là đường dây chúng tôi nối liền hai thành phố này để nói chuyện với nhau. Và họa sĩ Nguyễn Quân là một người rất thân với một họa sĩ nổi tiếng bạn tôi, đó là anh Phạm Thông. Nếu có dịp thì chúng tôi hy vọng quý vị sẽ được gặp họa sĩ Nguyễn Quân với những bức tranh đầy màu sắc trong cuộc triển lãm nơi đây trong những ngày sắp tới. Dạ thưa họa sĩ Nguyễn Quân, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn và xin lỗi với Hiền Nội và gia đình anh. Cũng chỉ vì chúng tôi cần anh nói lên những tiếng nói của sự thật, và nhất là tiếng nói mà một nhân chứng đã từng sống với Sáu Hồ Hởi, Võ Văn Sáu mấy năm trong trại suối máu. Và thưa anh, trước khi chúng ta chấm dứt cuộc nói chuyện hôm nay, anh có muốn nói với quý thính giả của Đài Phát Thanh Sài Gòn ở Seattle đôi lời không ạ? Tôi xin phép anh Quốc Nam, thứ nhất là riêng cá nhân tôi xin chân thành cảm tạ anh em, các chiến hữu cũng như tất cả đồng bào ở Seattle đã tin cậy và gửi trọn niềm tin vào những lời của tôi. Những lời tôi nói với danh dự của một người sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà danh dự đó tôi hứa là cho đến khi chết tôi vẫn giữ, và tôi nói với tất cả thành tâm của tôi để gửi đến cho tất cả anh em và mọi người biết cái điều đó. Riêng với anh Sáu Hồ Hởi thì nếu mà những lời này đến anh Sáu Hồ Hởi, thì tôi chỉ muốn nói rằng, anh Sáu ơi, hết rồi, chế độ cộng sản của anh quá ư là khủng khiếp rồi, thì thôi, anh làm ơn dẹp dùm đi, đừng có phá phách nữa, để cho cộng đồng mình sống yên vui, để mà nhìn tương lai của những đứa con mình lớn lên thành danh ở nước Mỹ này, và chúng nó đem những thành công đó mà về xây dựng đất nước mình. Còn anh em chúng mình thì chỉ nên sống cho vui tuổi già của mình là được rồi. Và đó là những lời chân tình của tôi gửi đến tất cả những anh em ở Seattle. Thành thật cảm ơn anh Quốc Nam, cảm ơn tất cả những sĩ quan HO và đồng bào đã chịu khó nghe tôi nói những lời trên đây. Tôi chỉ nói với tấm lòng của tôi là thứ nhất,
Thứ hai nữa là danh dự của một người sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chứ tôi không làm gì trái với danh dự của tôi. Là vì tôi sống ở đây không phải là cho tất cả ai nữa, mà tôi sống cho vợ và con tôi. Để nhìn vào sẽ thấy tôi là người bố hoặc người chồng không có hàng và không có đê tiện. Chỉ có vậy thôi. Và nếu những lời tôi nói có hơi cộc cằn thô lỗ, xin quý vị tha thứ cho. À không, họa sĩ Nguyễn Quân, đó là cái chân tình của một người lính Việt Nam Cộng Hòa chúng ta, là nói thật và làm thật. Chúng ta không có xảo trá và làm hại anh em. Đây là những ngày đầu năm mà chúng tôi được nghe tiếng nói của anh rất là quý giá. Và muôn vàn cảm ơn anh, một người chiến sĩ quốc gia vẫn còn có lòng đối với quốc gia dân tộc. Một lần nữa, xin cảm ơn anh và xin kính chúc anh cùng gia đình một năm mới hoàn toàn hạnh phúc và vạn sự như ý. Bài Việt Cộng nằm vùng đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con cô bác đã lắng nghe. Có cái một tin không vui do chị Quỳnh Lan mới gửi thư cho tôi biết là Tết năm nay bà con mình gửi tiền về Việt Nam. Những anh thương phế binh ở Việt Nam khi lãnh tiền bị chính quyền công an đến làm khó. Thành ra có nhiều anh em không dám nhận tiền. Họ đến họ hăm he đủ điều. Và hơn nữa, dịch vụ gửi đòi tiền rất nặng. Còn người thường nó không có dám. Đó là câu nói của chị Quỳnh Lan vừa gửi cho tôi sáng hôm nay. Những vùng đang bị hiện nay là An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng. Không biết mai mốt sẽ thêm ở đâu nữa. Kính thưa bà con cô bác, đó là những gì tôi được biết hôm nay. Đúng là ngày hôm nay 29 tháng 1, 2024. Xin thông báo cùng bà con cô bác đôi lời như thế và bài viết đến đây đã chấm dứt. Xin kính hẹn gặp lại bà con cô bác mình ở một video sau.